Kính thưa cộng đoàn, tôi xin đọc thông báo của Tòa Tổng Giám mục về việc tái khởi động một phần sinh hoạt cộng đoàn. Kính thưa quý cha, quý bề trên và toàn thể cộng đồng dân Chúa Tổng Giáo phận, theo chỉ thị số 18, chỉ thị của Ủy ban Nhân dân của chính quyền thành phố ký ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhằm từng bước phục hồi kinh tế xã hội và đưa đời sống người dân sang trạng thái bình thường mới, một vài sinh hoạt tập trung được phép hoạt động với số người tham dự hạn chế và có điều kiện. Để tái khởi động các sinh hoạt mục vụ và các buổi cử hành phụng vụ của cộng đoàn sau hơn 4 tháng tạm ngưng vì dịch bệnh, Tòa Tổng Giám mục xin gửi đến quý cha cùng các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu mấy điểm hướng dẫn sau đây. Thứ nhất, tổ chức sinh hoạt mục vụ và các buổi cử hành phụng vụ tập trung với số lượng được phép tối đa 60 người nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, nhưng vẫn phải thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Thứ hai, vì số người dự lễ bị giới hạn, nên xin quý cha tùy nghi sắp xếp nhiều giờ lễ vào chiều thứ Bảy và trong ngày Chúa Nhật. Đức Tổng cho phép mỗi linh mục trong giáo phận có thể cử hành tối đa 4 thánh lễ vào ngày Chúa Nhật. Thứ ba, quý ông bà trên 65 tuổi, những người có bệnh nền, trẻ em và những ai chưa được tiêm đủ liều vaccine hoặc do hoàn cảnh bị hạn chế, không buộc phải tham dự trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật trong thời gian này. Thứ tư, thánh lễ trực tuyến hàng ngày tại nhà thờ chính tòa và nhà thờ Tân Phước vẫn tiếp tục được duy trì theo lịch trước đây, để những người chưa thể tham dự thánh lễ trực tiếp có thể hiệp thông với đời sống cầu nguyện của hội thánh. Thứ năm, các trẻ em dưới 18 tuổi chưa thể tập trung sinh hoạt do chưa tiêm vaccine, nên xin quý cha tạm thời tổ chức các lớp giáo lý theo hình thức online để duy trì thói quen đạo đức cho các em. Các em cũng được khuyến khích tham dự thánh lễ trực tuyến dành riêng cho thiếu nhi tại nhà thờ Tân Phước vào lúc 17:30 Chúa Nhật và thứ Năm hàng tuần và cả các thánh lễ trực tuyến khác. Toàn thể gia đình Tổng Giáo phận chúng ta hợp lời tạ ơn Thiên Chúa và tiếp tục dâng hy sinh cùng những việc lành hằng ngày để cầu nguyện cho nhân loại sớm thoát khỏi hiểm họa của đại dịch COVID-19. Tòa Tổng Giám mục ngày 1 tháng 10 năm 2021, Thừa lệnh Đức Tổng Giám mục, Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng trưởng ấn. Kính thưa cộng đoàn, sau hơn 4 tháng đóng cửa nhà thờ, nay Tòa Tổng Giám mục theo chỉ thị 18 của Ủy ban Nhân dân thành phố được tái khởi động một phần. Trong giai đoạn sắp tới, sau ngày 1 tháng 10, được gọi là giai đoạn bình thường mới. Vậy cụ thể những sinh hoạt của giáo xứ chúng ta như sau. Trước hết, vì mỗi thánh lễ được tham dự tối đa 60 người với những điều kiện là đã chích vaccine, đeo khẩu trang và giữ những khoảng cách. Vậy chúng ta cố gắng để duy trì những điều kiện này để tham dự các thánh lễ nơi nhà thờ.
Người lớn trên 65 tuổi và trẻ em dưới 18 tuổi không buộc đi lễ ngày Chúa Nhật. Cũng có nghĩa là cũng không buộc thành tội trọng, mà chúng ta vẫn hiểu nếu bỏ lễ Chúa Nhật. Rồi các thánh lễ tại nhà thờ Ba Chuông như sau, nghĩa là vẫn giữ như cũ ngày Chúa Nhật, có 8 thánh lễ với khung giờ như cũ. Ngày thường có 3 thánh lễ: sáng lễ thứ nhất lúc 5 giờ, lễ thứ hai lúc 5 giờ 45 và chiều lễ thứ ba lúc 17 giờ 30. Tất cả các ngày Chúa Nhật và ngày thường lễ 17 giờ 30 đều là thánh lễ online dành cho những người không đến nhà thờ được. Thưa cộng đoàn, chương trình này áp dụng ngay từ chiều hôm nay, thứ Bảy mùng 2 tháng 10 cho tới khi có thông cáo mới. Xin cảm ơn cộng đoàn.